Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin cuối tuần 24 trên 7 trên kênh truyền hình FBNC. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm qua các thông tin nổi bật nhất của bản tin cuối tuần ngày hôm nay. Không lưu thông tiền mới in mệnh giá dưới 5.000 đồng trong dịp Tết. Năm 2017, 3 ngân hàng không đồng và Đông Á Bank, Sacombank sẽ bị xử lý. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ dừng việc thu tiền điện tại nhà. Thưa quý vị, dự báo đến năm 2025 thì dân số nước ta sẽ đạt con số là 100 triệu người. Đây là thông tin vừa được Viện Chính sách công và Quản lý cho biết mới đây. Theo Viện Chính sách công và Quản lý, Việt Nam đã đạt được mức sinh thấp một cách vững chắc vì người dân được tuyên truyền đã nhận thấy lợi ích của mô hình gia đình nhỏ, hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình hình thành cơ bản đáp ứng nhu cầu của dân. Theo dự báo, dân số nước ta vẫn tiếp tục tăng nhưng chậm lại. Năm 2025, nước ta sẽ có 100 triệu dân và tiếp tục tăng chậm lên khoảng 110 triệu vào giữa thế kỷ. Chuyên gia từ Viện Chính sách nhận định, dân số đông giúp Việt Nam trở thành thị trường lớn hấp dẫn đầu tư, nhưng cũng đặt ra các thách thức về an ninh lương thực, năng lượng. Bên cạnh đó, Việt Nam đã bước vào quá trình già hóa và sớm trở thành nước có dân số già. Các lợi thế về lao động trẻ, giá rẻ không còn. Do đó, thách thức đặt ra với Việt Nam là phải nâng cao chất lượng nguồn lực, tạo việc làm có năng suất, thu nhập cao. Tại cuộc họp báo thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó tránh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết là trong năm 2017, cơ quan này đặt mục tiêu sẽ xử lý dứt điểm 5 ngân hàng yếu kém. Ngoài 3 ngân hàng không đồng thì Đông Á Bang và Sacombank cũng nằm trong danh sách những ngân hàng cần xử lý dứt điểm các vấn đề yếu kém. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, năm ngân hàng yếu kém gồm 3 đơn vị không đồng đã được mua lại là VNCB, Ocean Bank, GB Bank và hai nhà băng khác gồm Ngân hàng Đông Á, Đông Á Bank và Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Đông Á Bank và Sacombank dù không gây rủi ro đổ vỡ cho hệ thống, đến nay tình hình của các ngân hàng này đã được cải thiện, đặc biệt là thanh khoản, không gây ra ảnh hưởng nhưng vẫn có rủi ro, vì vậy vẫn cần xử lý dứt điểm các vấn đề trong năm 2017. Ông Hưng cho biết đã trình Ngân hàng Nhà nước báo cáo chính phủ, Bộ Chính trị để xử lý năm ngân hàng yếu kém. Bên cạnh các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân cũng được Ngân hàng Nhà nước mạnh tay xử lý. Riêng với quỹ tín dụng nhân dân, hiện Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình báo cáo chính phủ để xử lý những đơn vị không có khả năng phục hồi. Thanh tra Bộ Y tế thông báo là sau Tết Nguyên đán năm 2017 sẽ thanh tra toàn diện một số doanh nghiệp nước mắm tại Việt Nam. Masan và Khải Hoàng là hai doanh nghiệp đầu tiên nằm trong danh sách được Bộ Y tế tiến hành thanh tra toàn diện sau Tết Nguyên đáng 2017. Đây cũng là hai nhà sản xuất nước mắm vào loại lớn nhất hiện nay ở Việt Nam. Trong đó, công ty Masan được cho là giữ thị phần lớn nhất. Đại diện thanh tra Bộ Y tế cho biết, mặc dù số lượng nhà sản xuất nước mắm được thanh tra toàn diện lần này chỉ có hai công ty, nhưng tính theo số công ty con thì lên tới trên 10 công ty. Năm 2017, Thanh tra Bộ Y tế cũng sẽ thanh tra toàn diện một số cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng lớn. Năm 2016 vừa qua, sau khi thanh tra tại 4 công ty sản xuất nước giải khát, Thanh tra Bộ Y tế đã xử phạt tổng số tiền trên 6 tỷ đồng do các sai phạm về nguyên liệu và sản phẩm nhiễm chi, sản xuất sản phẩm khi chưa đủ điều kiện của các nhà sản xuất. Thưa quý vị theo dự kiến của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thì đến cuối năm 2017 sẽ chấm dứt việc thu tiền điện tại nhà của khách hàng. Trong năm 2016, Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hình thức thu tiền qua các phương thức hiện đại như qua hệ thống ngân hàng, qua bưu điện. Đến nay tiến độ đã đạt đến 57%. Theo như dự kiến đến cuối năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn thu tiền điện trực tiếp tại nhà khách hàng việc tái cấu trúc, nâng cao chất lượng nhân sự và áp dụng công nghệ thông tin trong năm 2016 đã góp phần làm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập của cán bộ, nhân viên, cụ thể là tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng công ty cũng đặt được mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng để phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong năm 2017. Sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016 đạt xấp xỉ 21,9 tỷ kW tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ lệ tổn thất điện năng cũng giảm xuống còn 4,38% so với năm 2015. Theo chỉ đạo mới nhất từ thống đốc ngân hàng nhà nước thì trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương không đưa tiền mới in, mệnh giá nhỏ ra lưu thông trong dịp Tết để tiết kiệm chi phí. Theo đó, ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo không chi các loại tiền mới in còn nguyên series có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông mà chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ngân hàng nhà nước không phát hành tiền lẻ in mới mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống ra thị trường dịp Tết. Kể từ năm 2013, ngân hàng nhà nước có chủ trương hạn chế tiền nhỏ lẻ có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống để tiết kiệm ngân sách in ấn, nâng cao văn hóa sử dụng tiền nhỏ lẻ trong văn hóa tín ngưỡng. Riêng năm 2016, việc không in tiền lẻ nhỏ mới ra thị trường giúp tiết kiệm 1.500 tỷ đồng chi phí cho ngân sách, Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều năm nào cơ quan quản lý cũng nghiêm cấm tổ tiền lẻ bố trí lực lượng kiểm soát, nhưng việc đổi tiền lẻ vẫn còn diễn ra tại một số đền, chùa. Và đến với chuyên mục mỗi tuần một con số, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhắc đến con số là 2,46%. Đây là tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2016. Thưa quý vị, cũng tại cuộc họp báo thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016, lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết là năm 2016, công tác thanh tra, giám sát hoạt động của ngân hàng tiếp tục được tăng cường, qua đó hỗ trợ tích cực cho thực thi chính sách tiền tệ và tái cơ cấu xử lý nợ xấu. Bên cạnh đó, thì hoạt động của các tổ chức tín dụng đã có nhiều biến chuyển tích cực, tăng trưởng trên nhiều mặt, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng cũng được duy trì. Các ngân hàng yếu kém được kiểm soát, tái cơ cấu và giám sát chặt chẽ hoạt động, vì vậy nên nợ xấu được giữ ổn định ở mức dưới 3%. Cụ thể đến 30 tháng 11 năm 2016, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46%. Theo lãnh đạo của ngân hàng nhà nước thì phần lớn nợ xấu được các ngân hàng giải quyết bằng việc sử dụng dự phòng rủi ro, bán tài sản đảm bảo và thu nợ xấu từ khách hàng số nợ bán cho VAMC giảm so với cùng kỳ năm trước. Đến hết 30 tháng 11 năm 2016, thì VAMC đã thực hiện mua 839 khoản nợ với tổng dư nợ gốc là hơn 23.280 tỷ đồng, giá mua nợ là vào khoảng 22.480 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin 24 trên 7 sẽ là những thông tin thế giới đáng chú ý trong tuần vừa qua và phần tổng hợp thị trường chứng khoán toàn cầu. Nguyên nhân gây cháy Galaxy Note 7 thời gian qua sẽ sớm được Samsung công bố. Phiên đấu giá cá đầu năm tại Nhật Bản thu về hơn 600.000 đô la.